Đó, tại mình có phần cứng của bà Hằng nha các bạn. Cuồn cuộn. Bạn thử nha các bạn. Đau lắm nha. Bạn nào chưa xăm đừng nên xăm nha. Đau lắm. Thì có phim thiệt sự luôn á. Bạn nào chưa xăm đừng nên xăm. Anh xăm xung xuôi giờ là nó muốn đái vừng luôn, vừa mới xong nè. Mời bạn nào đam mê nghệ thuật thì nhào vô. Cứ bạn nào thích xăm thì cứ nhào vô. Ở đây là sữa nha các bạn. Vừa mới xong nha. Đây tác phẩm sữa của vơ nha. Nguyên con kỳ lân luôn nha các bạn. Nguyên con kỳ lân luôn. Bây giờ con cá nuốt mất mẹ rồi. Để tìm. Tìm không gan kỳ lân. Đó. Cá này ngọc nha. Đẩy lưu ly nha các bạn. Đầu có viên ngọc, đính viên ngọc, đem may mắn tới cho khách xăm nha. Đẩy viên lưu ly luôn nha. Đẩy cái lưu ly lên đem có sự may mắn về nhà nha các bạn. Đó. Đây, ngọc lưu ly. Mất kỳ lân rồi đó. Kéo theo những đồng tiền may mắn. Vừa mới xong đau quá. Ước gì xăm không đau, xăm hết người luôn á. Nhưng mà giờ đau quá, đúng không? Dạ, đúng. Không đau, xăm hết người luôn á. Xa đâu có gì đâu, bình thường. Giờ ngân kim là hết đau à. Ngân kim là hết đau à. Đây địa chỉ nha các bạn. Địa chỉ của tiệm. Vừa mới cover xong xuôi. Giờ hỏi ảnh có đau không? Ngân kim hết đau đúng không? Đúng. Đúng rồi, ngân kim hết đau. Khi nào nổ máy lên là nghe là thấy đau liền á. Nổ máy mà ai chịu đựng giỏi thì cũng không đến nỗi đau lắm. Không. Ủa mấy mấy đó là có lương tâm cái gì nha, đừng nhăn nha. Đó nó cầm đi giờ. Bạn nào muốn về về, bạn nào muốn lại về về đi, về đi kém, về kém về đi kiếm nhận được đó, thật lớn hơn tuổi. Mặt tôi có gì làm cho thuốc này rồi, ban mẹ rồi, giáo sao?
hạn chế là để thôi mặt con đó lên đây chưa, tại vì tôi xin được thống cho con sống như vậy. Hôm nay thầy không phát mà mai chết đây đau rồi đau à? Ừ, nhưng mặt cũng có kia thì đúng. Khổ quá, cái tờ đó để trên đi chứ mang về là lỡ may quên ở nhà mệt lắm. Bạn thiện nha các bạn, đào lắm nha, bạn nào chưa xăm đừng nên xăm nha, đào lắm thì có phương thì sợ luôn á, bạn nào chưa xăm đừng nên xăm, ảnh xăm xung xuôi giờ là muốn đái quần luôn, vừa mới xong rồi. Mời bạn nào đam mê nghệ thuật thì nhào vô. Cứ bạn nào thích xăm thì cứ gào vô. Ở đây là sữa nha các bạn, vừa mới xong nha, đây tác phẩm sữa của vợ nha, nguyên con kỳ lân luôn nha các bạn, nguyên con kỳ lân luôn, bây giờ con cá nuốt mất mẹ rồi. Để tìm không gan kỳ lân đó. Cá này ngọc nha, đẩy lưu ly nha các bạn, đầu có viên ngọc, đính viên ngọc, đem may mắn tới cho khách xăm nha, đẩy viên lưu ly luôn nha, đẩy cái lưu ly lên đem có sự may mắn về nhà nha các bạn đó. Đây ngọc lưu ly mất kỳ lân rồi đó, kéo theo những đồng tiền may mắn. Vừa mới xong đau quá, ước gì xăm không đau, xăm hết người luôn á, nhưng mà giờ đau quá đúng không? Dạ đúng, không đau xăm hết người luôn, nó xa đâu có gì đâu, bình thường giờ ngân kim là hết đau rồi. Ngân kim là hết đau rồi. Đây địa chỉ nha các bạn, địa chỉ của tiệm, vừa mới cover xong xuôi. Giờ hỏi ảnh có đau không? Ngân kim hết đau đúng không? Đúng. Đúng rồi, ngân kim hết đau. Khi nào nổ máy lên là nghe là thấy đau liền á. Nổ máy mà ai chịu đựng giỏi thì cũng không đến nỗi đau đâu.